quá. Giải nhất ha. Ôi, cũng có duyên người đầu tiên nha. Chào các coi. Ồ, chào khán giả luôn kìa. Cây này được làm bằng gỗ nha. Lũi đâu ơi, lũi rồi. Đó. Để đem về sửa nữa anh. Gỗ bên trong là gỗ đó. Vậy là cái mang cái thanh về luôn rồi. Rồi chạy lên rồi. Ôi lũi. Hết hổng chân. Bước chân miền Tây mến chào cô chú anh chị và các bạn. Hôm nay là ngày đầu tháng 9, ngày 1 tháng 9 năm 2024. Thì ở tỉnh An Giang thì trong những ngày đầu tháng 9 phải nói là rất là nô nức vào cái dịp lễ Donta, và đặc biệt đó là lễ hội đua bò nổi tiếng của vùng bảy núi An Giang. Thì cái lễ hội đua bò đầu tiên sẽ diễn ra, đó là lễ hội đua bò ở chùa Rô, sẽ diễn ra vào ngày 8 tháng 9, và sau đó bằng khoảng trên dưới đâu cỡ một tháng sẽ có cái giải là cấp tỉnh. Hiện tại thì Bức Trăng miền Tây đang ở khu vực chùa Rô. Bữa nay thì Bức Trăng miền Tây đến đây cập nhật cũng như quay lại những cái cảnh mà những đôi bò sẽ bước vào những ngày tập vật. Những ngày tập vật đầu tiên có những cái khoảnh khắc mà nói là vừa vui mà vừa thú vị nữa, rất là nhiều những khoảnh khắc đó. Mình đến đây để mình ghi lại. Đây có mấy cái đôi bò của mấy chú sáng nay đang chuẩn bị nè. Đây. Hello chú. Để xã nào chú? Ba Chúc. Chú này là đến từ xã Ba Chúc. Năm nào cũng thi hết trơn hả chú? Được bao nhiêu năm rồi? 3 năm. Chú là được 3 năm. 3 năm mình có đặt cái có năm được năm đầu. Năm đầu tiên là giải gì chú? Nhất. Năm đầu tiên là năm đó năm mấy chú? Năm nay 3 năm, năm đó năm 11. Được giải nhất ha. Cũng có duyên người đầu tiên, cái người mà điều khiển bò mình gọi là gì chú? Tài xế bò hả? Tài xế bò. Người đầu tiên mà Bước Chân miền Tây gặp đầu tiên là người đạt giải nhất cách đây cũng 3 năm rồi. Hy vọng là chú năm nay sẽ đạt giải nhất. Cho mình cùng xem cái cặp bò của chú nha, mình thấy cũng đẹp lắm nè. Đây. Bò này là giống bò của Việt Nam mình luôn hả chú, hay là dạ. Bên Campuchia? Bò Việt Nam. Dạ, bò Việt Nam. Thì là mình nuôi khoảng bao nhiêu tháng là mình mới cho nó đua được? Hiện năm nuôi lần hai lần gì đó chứ. Dạ. Rồi về đi mặn, mướn ăn. Không, ý còn hỏi là cái độ tuổi chín mùi của nó để mà nó khi tham gia vào mấy hội thi á là khoảng bao nhiêu? Từ nhỏ chắc khoảng 7 năm. Vì mình phải nuôi 7 năm à, mình đu. Vì mình là mình mua lúc là còn nhỏ luôn hả chú? Mua bò bự của người ta, mình không có nuôi. Dạ, mình mua bự luôn. Dạ. Mua bự, mình kiếm lựa mình nuôi. Dạ, là lúc đó là chi phí một cặp của mình khoảng bao nhiêu chú? 101. Dạ, mình nuôi tới thêm bao lâu nữa mình mới cho đua? Mình muốn vậy là mình huấn luyện liền luôn. Huấn luyện là dạ. Đây cặp bò của chú nè. Và cảm ơn chú nhiều nha. Hello các nghe. Chào các coi. Chào khán giả luôn kìa. Chúc chú giải nhất đặt năm nay nha. Nên là cái thanh cây này sẽ được đặt lên phía giữa của hai con bò. Mình gọi cái cây này là cây gì chú? Cây bừa. Còn cái cây mà dùng để mà điều khiển con bò đó, để chít gọi là cây salon. Tất cả cái cây này được làm bằng gỗ nha. Gỗ lim á. Gỗ lim kiếm dễ không ta?
Vậy là phải lên tận Campuchia đi tìm gỗ lim về ha. Ồ, một thông tin cũng rất là hữu ích nha quý vị. Dạ. Lên tận Campuchia để mang cái này về làm cái đây là cái chỗ này là cái vị trí của cái người tài xế sẽ đứng ở đây đó. Wow, đứng ở đây nè, điều khiển hai cặp bò. Wow. Mấy đội thi đang chuẩn bị vào bên ban tổ chức như bị bốc thăm cho cuộc đua. Cái đó bao nhiêu cây làm giống đủ chạy. Tại thì mấy cái đôi bò đang đi vào tiến vào sân bò chuẩn bị tập vợt đó cô chú. Xin mời đại diện cái chủ bò chúng ta tập trung để tiến hành bốc thăm. Vậy là tổng cộng là 24 đôi bò giá dự thi ở tỉnh Biên và Chi Tôn sẽ về Chùa Rô vào ngày 8 tháng 9. Rồi các đội thi đang chuẩn bị vô đây để bốc thăm. Mấy đội thi nè, vui quá. Sang. Đi chưa? Có không cặp bò trên bảy vậy. Có không? Dẹp phải chứ. Dẹp dẹp anh. Để dưới. Quá chạy cái xe á, lấy cái con ôi soạn nguyên bó tập vòng đi nghe, lấy xe chạy ra đi 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 dẫn em đi dẫn. Có không ngon vô chưa mà chưa anh vô ngồi ghế đi anh con nhà có không không có. Bây giờ định danh lên chú bò chút nghe. Dạ nói đi. Lê Đức Tài, Cảng Phú. Có không? Có. Dạ không, mặt bánh. Lê Hồng Sơn, Cảng Phú. Có. Lê Văn Bảo, Tịnh Biên. Phan Văn Đen, Tịnh Biên. Chào Pro, Cây Đú, Cảng Cư. Chào Thu, Vinh Thượng. Chào Phôn, Chùa Mông. Mà đi bà. Đại chị Thông trong một chùm răng cô và đại cam ca có đôi chị chắc cô làm con và bàn chú rôn nó không càng chặt lên thì cứ chặt lên như vô lần này hãy chọn bàn lên thì vẫn không bàn thêm hãy chỉ được dạy ta là bài thứ tư dân tập tức khi mình đọc một phần sáng năm có tập tới là hạng ca chỉ môi sau bà chân bằng bóng hấu cái bàn chiếm đọc tháng năm dân dân thương bàn chiếm đọc tháng năm hai. Xin chào tập thể mình làm đuôi bò bắt số không phải là muốn bắt số đẹp số lớn số nhỏ
thì bạn tự nhiên là đuôi bò cho đuôi bò thư hơn 17 năm, mà do đó cũng kết nối với ông Hâu cũng là thương vân là hơn 10 năm. Tôi làm trương đoàn, mình làm tổ chức hơn 17 năm năm nay, hàng lễ 8 tới giờ. Bây giờ cũng chúng ta thà lên cô và nắng thư thiệp dịch là thơ làm bài thiệp sợ bài nhìn chung chung dùng bài ca xùm rua nào ca xùm ra nào khăn ông kích bị thi đau dương thu xa hai dịch tiếng Việt nói ông văn dịch đấy em không biết mà dân dây dân thao dịch đắng này. ยาตะปาเลยคนเนี่ยเล่นปฏิบัติธรรมอาจารย์ใจเชียงดับสนามนี่ใส่ของเฮาก็ช่วยทัพการ่วมนั่งสอบรอกับปฏิบัติได้จึงยังเล่นโกเอาไว้ตรงเท่าได้เอาไปบัดเลยต่อไปแต่ยังจังยังตัวถัดจังเนี่ยยังตัวถัดเนี่ยยังคงเชียงยกเรื่องมาให้ผมก็เอาไปเมียนฟิวระบุหรือก็กา ជាពីសំដីធ្វើមហឹង្សាទៅវាបាត់នៅសម្រាប់ស្មកការលេងតាមប្រពៃណីយើងបានយូរវែងចឹងទេហើយជាពិសេសវត្តយើងជារៀងរាល់ឆ្នាំគឺធ្វើបានជោគជ័យគឺសាមគ្គីទាំងអស់គ្នាមិនមែនថាអាត្មាឬហៅឬក៏ជុំឬក៏វាន់ទេគឺម្ចាស់កោទាំងអស់ដែលបានសាមគ្គីគ្នាស្របគ្នាទាំងអស់គ្នានៅយករកគេមិនហំផៃដល់ស្ឹងឯអញហៅឡើងជុំ xin chào tất cả anh em có mặt hôm nay và tổng sư. Tôi là người Phúc Cầu cũng gắn bó với trường hôm nay đoàn lần thứ 10 rồi. Hôm nay rất là vui khi được ở huyện nhé hỗ trợ công nhận mình là cái đĩa đuôi bò của địa phương và giao cho xã cư xung quanh cái đuôi bò này, thì cái điều đó là rất là vui. Giữa nhà chùa và tôi và ở xã sẽ phối hợp cho tổ chức cái lễ này cho thật là hội này cho thật là vui và ý nghĩa. Thì cũng xin công bố luôn là năm nay cái giải thưởng của mình đó là gồm có một giải nhất kèm cúp vàng, giải nhất trị giá 10 triệu đồng, giải nhì 6 triệu đồng, giải ba 4 triệu đồng, giải tư 2 triệu đồng và 4 giải nhất mỗi giải 1 triệu đồng. Ngoài ra mỗi đứa bò tham dự sẽ được hỗ trợ 500.000. Và đó là của tất cả các mạnh thường quân với các nhà đại cả các nơi đang gửi về để cho làm cái lễ hội này. Thì cũng mong là các anh em thi đấu với mình và tạo cái vui vẻ. Giống như năm rồi là cái lễ hội chùa Đô mình làm nổi tiếng toàn quốc luôn, cả cái thông tin báo chí nước ngoài trong nước người ta cũng đều thích cái chùa Đô của mình, bởi vì nó gắn bó với ngày chùa chứ không phải là giải của chỉ riêng là giải của đuôi bò bình thường, nó ý nghĩa rất là lớn, cho nên mình thể hiện không khí vui vẻ chùa hội rất là sung để cho mọi người thưởng thức và tạo niềm vui cho những ngày cho ta. Xin cảm ơn các anh đã ủng hộ đội hội bò đua và đồng chí tham gia. Thì chúc các anh thi đấu thành công tốt đẹp. Xin cảm ơn. Mình thấy bò người ta phía sau nó đang chạy nhanh quá rồi mình nghịch lại là cho bò trước thua. Bây giờ mình dắt là chúng ta bò đầu tiên. Là cho thua. Là sẽ thua. Còn là đang đi bình thường á, mình chụp tài mình dò mình biết. Các đội thi cùng với ban tổ chức đang ngồi thảo luận một số quy định để đưa ra cái phương pháp tối ưu và góp phần cho hội thi lễ hội đua bò của chùa Rô thành công tốt đẹp hơn. Mọi người đang nhất trí với nhau những cái quy tắc trong cuộc đua. Cặp bò của chú lúc nãy đã tiến vào sân đua bò chùa Rô. Hiện tại dưới bên dưới sân là đã có ba cặp bò, ba đôi bò. Đôi này nữa là đôi thứ tư đã xuống sân.
Đây là sân thi đấu chính của lễ hội đua bò Chùa Râu năm 2024. Vị trí của bác chồng tài đứng chỗ này là sẽ là chỗ bò xuống và bò về đích là khu vực này. Thường theo mỗi năm thì cái dãy đích sẽ ngang chỗ này nè, sẽ đi chạy một vòng mà thả tới khoảng dưới đó đó thì sẽ bò sẽ miết về đích. Hai bò của chú lúc nãy đã xuống rồi. Lễ hội đua bò Chùa Râu hàng năm thì thu hút rất là nhiều dân nhiếp ảnh bên các hãng như là Sony, mấy hãng máy ảnh á, hãng máy ảnh lớn á, sẽ thực hiện những cái bức ảnh nghệ thuật về đề tài lễ hội Delta như là lễ hội đua bò hàng năm ở Bảy Núi An Giang. Đây thì cũng giáp với biên giới nữa, biên giới giữa Campuchia và Việt Nam. Đấy, đưa bò có hai đi theo, cho lâm bò có hai kìa. Ôi chị, ba cặp bò chạy sáng nước này. Đợi anh đang, đợi anh đang đấy. Không ai qua đó tiếp đang. Giờ chúng ta sẽ cùng xem những cái khoảnh khắc đầu tiên trong những ngày đầu tiên của các đôi bò tập vợt nha. Như là hai cặp đầu tiên có lẽ là chuẩn bị sẽ thi đấu thử. Nói chung thì cái nghệ thuật mà lái bò này thì nhiều khi cũng bài bản lắm, họ chưa có thể hiện ngay những phút đầu đâu, có thể họ tập vợt từ đây tới chiều, có những cái bài, có những cái ngón nghề như kiểu là bí kíp võ công. Còn thi đấu vợt với đối thủ hoặc là bò nhà, nhiều khi có bò nhà với nhau nữa, chung kiểu như chung đội á, thì tâm lý nó cũng thoải mái hơn. Nhưng cái gì mình thi chơi giải trí thì thoải mái hơn, không có mang chắc giải thưởng thì nó sẽ căng thẳng hơn nhiều. Ta đang chờ xem cặp đôi bò sẽ tập vợt thi đấu đầu tiên. Khi mà không phải là thi đấu thực sự thì có kịch tính hay không? Theo mình nghĩ thì nếu mà tâm lý thoải mái hơn thì đua sẽ cũng rất là hấp dẫn. Nhiều khi có những mà cặp bò mà lần đầu mới xuống sân á, thì đôi khi cái cặp bò nó chưa có quen sân, nó sẽ có những cái tình huống dở khóc dở cười, chúng ta xem cũng thú vị lắm. Đây, anh này anh đang điều khiển cho cặp bò di chuyển. Cách săn. Sau khi lễ hội đua bò ở Chùa Râu kết thúc thì sẽ có một cái lễ hội nữa là lễ hội cấy mạ của người Khmer, cái tục cấy mạ. Tại vì theo ý nghĩa của lễ Delta thì một sau khi hoàn thành một cái mùa vụ, một cái vụ lúa xong thì bà con cúng thần, cúng lên bề trên những cái vật phẩm mà mình thu hoạch được, kèm theo đó thì có thêm lễ hội đua bò. Đây tới giai đoạn này, anh này đang tập nè. Tới khoảng này là bắt đầu là miết nè, đó. Bắt đầu cho cặp bò của mình miết là sáng nước đó, quá đẹp. Wow, đẹp quá. Trời đợi nè. Như vậy là dòng chảy đầu tiên, mặc dù đơn lẻ nhưng mà cũng tạo ra được cái sức nóng trên sân đua bò nha cô chú. Thấy được cái không khí của lễ hội vui như thế nào. Tới ngày đua thì đông, bà con về xem đông lắm. Mang tính ở thuộc địa bàn tỉnh nhưng mà lễ hội đua bò của Bảy Núi An Giang là nổi tiếng cả nước luôn. Thậm chí là khách nước ngoài vẫn thích. Đặc biệt là giải đua bò cấp tỉnh sắp tới đây sẽ, hôm nay là mình cũng chưa biết là ở Thương Mít hay là ở sân Tà Bạ nữa. Nghe nói là một năm sẽ đổi địa bàn một lần, như là Thương Mít, tại vì năm ngoái là Tà Bạ rồi.
Đây là cặp bò đã đạt giải nhất lễ hội đua bò Chùa Rô năm 2023. Còn bằng số mấy thì Bước Chân Miền Tây không có nhớ chính xác. Hình như ở là khu Chi Tôn hay gì đó. Đây là đôi bò này là đôi bò đạt giải nhất năm ngoái nè. Đã xuống sân tập vật sớm nhất. Mặc dù là có trên đâu 20 mấy cặp thi. Hiện tại chúng ta đã có trên sân là 4 cặp. Theo như địa bàn của Bảy Núi An Giang thì có 3 sân tập: Chùa Rô, Tà Bạ và Chùa Thơ Mít. Một số đôi bò ở khu vực Chi Tôn như là Thơ Mít là sẽ tập ở Tà Bạ và Thơ Mít sẽ gần hơn. Với lại giải tỉnh cũng sẽ tổ chức ở hai sân đó. Còn nếu mà gần Chùa Rô thì sẽ tập ở đây. Còn ai muốn tiếp cận để mà cho cái cặp bò của mình thích ứng với cái sân mà giải cấp tỉnh thì sẽ đi về Chi Tôn, Tà Bạ và Chùa Thơ Mít. Đôi bò, các đôi bò đang di chuyển rồi. Tới đây tao biết nè. Ồ đó. Chúng ta để ý hình ảnh cặp bò sẽ được in dưới nước, nhìn rất là đẹp. Ôi, chở trứng, chở trứng. Tính bẻ chỉa. Như là đôi bò này chỉ đi thông thả thôi. Đi vòng xăng. Thôi tiếp tục anh ấy cho đi một vòng nữa. Chúng ta theo dõi có miết hay không nha. Mà ghi như là cái tư thế của người lái bò sẽ ngồi xuống đó, chuẩn bị miết rồi nè. Đây. Ô miết ba đang dệt mà cũng nỗ lực ra luôn không cô ạ. Đây chỉ là giai đoạn dệt thôi nha cô ạ. Dệt mà chúng ta xem đã thích thú rồi đó. Tiếp tục một đôi bò đi vòng xăng. Chúng ta sẽ chờ xem, chắc chắn là sẽ không có một cặp sẽ thi đấu với nhau. Tiếp tục cặp bò này cho đi một vòng xăng nữa. Bò
Dạ bắt được phản khắc nào chưa anh? Nhiều không? Chắc trong này là chủ sẽ cho miết nè. Chuẩn bị miết nha quý vị. Hy vọng một vòng miết sáng nước chúng ta xem mãn nhãn. Ôi lũi đâu ơi, lũi ơi rồi. Đó. Đây đó là những cái giây phút mà trong cái buổi tập vợt sẽ làm cho khán giả chúng ta sẽ rất là thú vị nha. Đôi khi những chú bò lạ xăng á hoặc là lần đầu mới tham gia hội thi. Hình như là gãy cái nài luôn rồi, gãy cái nài bò luôn rồi, gãy rồi. Gãy nài luôn hả? Gãy nài luôn rồi, nghe cái gắt luôn á. Đúng rồi, nghe cái gắt. Đây là gần rồi. Nãy bá vô trong cái bờ đất đâm vô. Ở dưới phải không? Gãy cong rồi nè. Đó đó đó, chúng ta thấy cái này. Chỗ này bị gãy nè. Cong rồi nè. Gãy cái này à. Rồi xong, đi về luôn. Về thay cây mới. Không biết là chủ nhân sẽ làm gì tiếp theo, tiếp tục cho bò vợt hay không, hay là mang bò về. Cặp này sẽ tiếp tục dạo săn. Đâu. Ủa móc vào lái nữa. Tới đó chủ cho dừng lại rồi. Mình đón chắc bò này sẽ miết nè. Miết đi chú ơi.
rất tốt đó. Đây là này, những anh tài xế. Đây là cây luôn có quá. anh hơi chả chứng này. Anh niễn qua con bên kia, hình như là cặp này mình thấy hình lệch, cái con bên kia nó to hơn con mấy ngoài chút xíu. Mấy ngoài có vẻ hơi ốm hơn. Gọi chạy lên vợ luôn rồi, về nhà luôn rồi. Cầm bò đó muốn về nhà. Em không muốn tập. Chưa quen sân cho nên chưa quen sân mà ở ngay từ đầu mình có giới thiệu rồi, có những pha sẽ rất là thú vị á, xem là dở khóc dở cười. Anh đang cố kiềm cho kiểu như là cặp bò tỉnh lại, giữ bình tĩnh lại, trở về vị trí săn đua. Chạy lọn, kiểu chạy lọn lên bờ, kiểu còn hơi nhát săn á. Cái này mang lên bờ gãy rồi. Cái này không biết sửa lại hay làm cái mới nữa, mình cũng không có rõ nha. Cặp này như ta đi lên hả? Lên hả chú? Nghỉ ngơi hay là ngưng luôn chú? Gãy cặp bừa hả? Vậy là cặp bừa này mình xử lý sao chú? Vậy mình sửa lại ha. À, vậy sửa lại rồi sau đó ngày mai qua tập tiếp. Dạ, lỡ có cây bừa kiểu như hai con nó xeo nại lúc nãy đó. Cặp bùa đó mình mua mới là khoảng chừng nhiêu tiền ta? À, gần 4 triệu một cây ha. Có người nói là gỗ lim mà. Gỗ tốt mà vẫn đi cho gặp đen được. Chứng tỏ tôi thấy là cái chất lượng này thì rất là ok, nhưng mà tôi thấy là cái sức mạnh của cặp bò mà khi đưa vào nó gãy luôn. Đây là dấu gãy. Rồi. Đẹp là gỗ bên trong là gỗ đỏ luôn nha. Gãy luôn rồi. Nghe mà ở từ sau nghe một cái gắt. Cái này tốt lắm á, đâu có bò được anh. Sửa đời chứ dễ gì bò. Cái này là bò của chú Bảo hả? Ừ. Cái cây này cái thanh này chắc thay phải thay rồi, đâu không có nào niền được không? Hay là thay cây mới rồi. Cái cây bên kia thì tầm vong. Mỗi lần phải ấy cây này buộc rất là nhiều chỗ nè. Máy chạy mấy vòng mà gãy vậy? Mới có 2 vòng. Mới vô 2 vòng. 2 vòng đã gãy rồi. Không, chú mới đi à? Chưa có miết nữa mới đi rồi. Cặp bò tự nhiên cái bẻ chỉ chạy lên bờ nghe một cái gắt cũng mới dắt vô, mới vừa thả nhẹ cái là nó gãy. Kiểu như là thử coi săn có im không ha. Ồ, vậy là cái mang cái thanh về luôn rồi. Ồ, cặp bò này mà miết rồi. Ồ, nãy giờ mình lo tập trung quay cái cây nại.
Chú này là nổi tiếng nha, mình thấy năm nào như là gần có chục năm mà hơn, có khi hơn. Mình thấy chú luôn xuất hiện trong các giải lễ hội đua bò của Bảy Núi An Giang. Kiểu như còn nhát xăng á. Bò này hạng nhất con máy đó. Cặp giữa hay cặp nào? Bắt đầu từ kể từ giây phút bây giờ trở về sau, có lẽ là các đôi bò sẽ cho miết để cho quen xăng. Mấy vòng đầu thì đi bộ thôi. Đây bây giờ thì chúng ta sẽ xem những cái khoảnh khắc đó là vừa thú vị mà vừa nghệ thuật nữa, từ các cặp bò sẽ tạo ra, như các anh lái bò sẽ miết ở vòng cuối về khi về đích. Mặc dù là tập vợt nhưng chúng ta xem cũng rất là kịch tính. Đây, cặp bò này đang vào vị trí, hy vọng là sẽ có một màn trình diễn mãn nhãn cho khán giả ở trên, ở trực tiếp tại chùa Rôn, như là khán giả đang xem qua màn ảnh. Ta chờ xem nha. Chú này đi thong thả quá, không biết có miết hay không nữa. Hy vọng sẽ có một pha kịch tính cho chúng ta xem nha, mãn nhãn. Mình thấy anh lái bò này anh chuẩn bị tư thế đó, có lẽ là sáng nước đó. Đó, anh đã tăng tốc độ rồi. Ồ, quá đẹp.
Ôi lỗi. Hết hỏng chân. Gây quá. Thôi lên bờ luôn quá. Thôi rồi. Tưởng chừng là ông chạy thẳng lên mình luôn á. À, anh YouTuber Thất Sơn dạng điều hay, không ngại bùng lầy không vượt trong gai, quay lại găng cặp bò đó. Thôi em giờ chia tay luôn, lên nhường xăng lại cho anh Thất Sơn dạng điều hay nha. Nhớ ủng hộ cho anh Lâm Lạ Lắm, YouTuber Thất Sơn dạng điều hay. Có lẽ thì bước chân miền Tây chào ảnh rồi đi về luôn. Sẽ hẹn gặp lại cô chú anh chị và các bạn ở tập sau. Mọi người đừng quên ủng hộ cho Bức Tranh Miền Tây một cái đăng ký kênh, một like, một bình luận. Tiếp tục để cập nhật tình hình lễ hội đua bò của vùng Bảy Núi An Giang năm 2024 này. Bye bye tất cả mọi người.